cũng cỡ 100 ký, 50 ký đậu bắp, 20 ký leo, 10 ký giờ chạy xuống dưới chợ rau đi chợ rau. Bữa nay chắc rau ít. Chùa Long Hòa. Ở này là cầu Cái Me. Nước thấy cũng lớn lắm mà đi rồi sáng hỏi cho cái gì với cái gì đây bà chín ấm rồi đủ. Cũng cỡ 100 ký, 50 ký đậu bắp, 20 ký leo, 10 ký đu đủ, 1 súng, à, cà nè, củ hoa nè. Này về cái này bông súng rau thơm bữa nay là đậu bắp hơi nhiều à, đậu bắp này cũng còn tốt. Bữa nay là có ngải bún luôn, ba cái kia nữa, muốn cái bả làm gì đây nhỉ? Bún ngải bún, ngải bún này là gia vị của người Khmer đó, mà bún cá đó là phải có cái ngải này, mà không có cái ngải này là không phải là bún cá.
Về ra mớ cho rồi. Có mớ nó muốn hư mình cho rồi chứ để mai sợ nó hư. Nó đen. Nó héo rồi hả? À, này tốt nè, này thấy còn mới nè. Có mớ hủ qua ra nhanh nhanh để đem cho bà con ăn. Chứ để mai cái hư thêm mớ nữa thôi cho rồi. Có mười mấy bịch rồi, thành thử ra cho cái xóm nghèo ở sau nhà nè, ở to. Vô phải lái hả? Anh vô hả? Anh men kẹo đi. Yeah, vô phải lái, mau vô nè. Hãy vô bà hãy đó, hãy cùng khóa kia okay, với nguyên xây. Cái này đâu bắp đó ngay nữa. Đâu bắp thì ngồi là hông. Ngồi chia. Đấy, cái miền thằng chia tiết này. Mấy rồi ông chú trăm mưa nên khổ mà nè nè tập lớp nên khổ mà vô nắng hả? Vô nè bán nè nè mày mưa thì vô bữa mưa hôm tới nè. Vô rồi. Cho anh không vô ai về nà không? Vô, ta vô nè, đưa. Nà nà, còn miên chi là ngon đó nghe. Tôi vô phải lái đó. Anh lấy chua ấy, hai đứa chạy nó ăn, đứa tôi vô hả? Ăn đây hả? Blood.
chê nắng cái slo mới ấy. Slo ấy cái đá ban đây hả? Ồ, chân đã chê nắng máu thấy hả? Nó ao phi đồn hả? Ở đây chung một bạn ao. Vô tới kìm hốt, vô tới trâu thế. Nước cởi ca của cô quá. Đấy, vô ai quát môi đấy anh chàng. Ta thử ai đúng không? Nè, vô quát món rồi. Chọn bán đấy phải lại chọn tập phí đông đấy nè. Vô 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 sốt anh ấy phải lết nè, xà lòm chú nè, anh ấy có xà lòm chú đây miên mà rác không nâng tiết. Miên mà rác vô tới cha phông tia bán ta. Bên na có vô mà ra hối, bên na có kho vô tao bà kênh lúc. Lúc chăn tao mà mốc ra ngay. Tao toàn ngoa vậy. Thứ ở rụt tròn chân ấy nơi tầm bình chất. Nơi bình chất tiết đang thơ mấy vậy nè. Miền tăng chơi, miền tăng xây xây sắp cổ rụt mô. Bụt tha mình bình chất tiết đang thơ mắt nhé nè. Nè, nó ổn nè. Từ mùi ta ấy. Ừ. Giúp ai ớt kéo. Mà đã về chỗ mắt, lẽ về chỗ cái trọ mà anh đặt từ mà. Nó nè, nè tiết ta kéo chớn nè. Trong bàn kéo ấy.